Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với dị thế đạo môn tập của buổi tối ngày hôm nay. Và Tiến xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tiến trong uh, những tập đầu của bộ truyện này. Và các bạn có thể like video để cho video được uh, lên đề xuất. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate để có thể giúp Tiến cải thiện chi phí dịch nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 157 Thập nhị tiên sinh rời đi Triệu Hân Duyệt cũng thấy kết quả này cũng không nằm ngoài suy đoán của mình. Bởi vì ma thạch rất khó lây nhiễm cho cao thủ ngũ dai. Trừ phi, cao thủ ngũ dai này có sơ hở tâm linh rất lớn. Bèn nghi ngờ nói. Lý công tử có thể xua tan được hắc ám mà ma thạch mang tới. Nhưng mà tên học trò tiểu thạch đầu của ngươi sao có thể miễn nhiễm với cả ma thạch cho được? Lý Bình An cười ha hà nói hẳn là tam thanh đạo tổ phù hộ rồi trong lòng của lý bình an âm thầm nhủ có khi nào đây chính là tác dụng của cửu chuyển huyền công hay không công pháp tốt đúng thật không tầm thường triệu hân duyệt tức giận nhìn lý bình an một cái lấy lệ qua loa như vậy coi ta là kẻ ngốc sao lý bình an thì không rõ nói triệu hân duyệt cũng không truy cứu nữa tiếp tục nói ma thạch này hẳn là thủ đoạn mà ma tộc phá hư phong ấn điều này cũng có thể giải thích tại vì sao ma tộc đó không phá hư một lúc năm tiết điểm của trận pháp mà ngược lại chỉ có thể phá hư được một cái hẳn là thạch hạo đã phá mưu đồ của hắn rồi nghiêng đầu nhìn về phía của lý bình an rồi nói lý công tử ngươi định xử lý ma thạch này thế nào đây nếu như không có cách gì thì có thể cho ta mang vào thư viện dùng trấn áp của lịch đại tiên hiền hủy diệt nó đi lý bình an thì khoát tay một cái cười nói vậy quá đáng tiếc nếu như là sức mạnh hắc ám thì ngược lại ta có phương pháp có thể lợi dụng trong lòng nghĩ đến trận đồ lưỡng nghi lấy được trước đó bởi vì vẫn chưa có tài liệu thích hợp nên phải gác lại bây giờ ma thạch ở đây rồi không phải vừa đẹp sao còn thiếu mất một cái vật liệu mang thuộc tính quang minh triệu hân duyệt nhắc nhở lý công tử đây chính là ma thạch hắc ám đấy nếu như sử dụng không tốt thì sẽ gây hậu quả khó khăn khó mà bù đắp được đấy lý bình an thoải mái nói yên tâm ta biết chừng mực mà triệu hân duyệt nhìn lý bình an kiên định cũng không miễn cưỡng nói nếu lý công tử kiên quyết ta cũng không muốn nói nhiều. Tin tưởng với truyền thừa lâu đời của Tam Thanh Quan, chắc có cách để lợi dụng được ma thạch. Hai người tiếp tục đi ra phía ngoài. Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt đi ra khỏi Tam Thanh Quan, dừng bước. Lý Bình An nói, Tống quân thiên lý, trung tu mất việt, thẩm nhị tiên sinh, bần đạo không tiến xa nữa. Đôi mắt đẹp của Triệu Hân Duyệt nhìn Lý Bình An, khẽ cười nói, ngàn dặm này của lý công tử cũng thật gần lý bình an cười ha hả nói mặc dù không tới ngàn dặm nhưng mà tâm ý không thua kém triệu hân duyệt nhìn về phía của ninh khuyết nói ninh khuyết mới quyết định xong chưa đi cùng ta đến thư viện hay là ở đây bái con chủ làm thầy ninh khuyết cúi người cung kính với cả triệu hân duyệt rồi nói do thầm nhị tiên sinh làm chủ Triệu Hân Duyệt lắc đầu một cái rồi nói Chuyện này ta không cách nào quyết định thay ngươi được Bởi vì sự lựa chọn này có thể quyết định tương lai của ngươi Phải do chính ngươi quyết định Ninh Quyết yên lặng không nói Rơi vào trong bối rối Lý Bình An thì dương cây phớt trần lên rồi nói Ninh Quyết Có một số việc cũng không phải cứ cố gắng là có thể thành công đâu Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ triệu hân duyệt ném cho lý bình an một ánh mắt xem thường ý của hắn chính là nói lăn lộn trong thư viện không có tiền đồ sao nhưng mà thầm nhớ lại đêm qua lấy được luận ngữ thôi bỏ đi cũng không chấp nữa nói ninh quyết ta cũng không thể đảm bảo thư viện có thể giải quyết được tiên phiên phế thể của ngươi hay không phu tử e rằng cũng chẳng có cách nào đâu ninh quyết trầm ngâm một chút hơi quỳ xuống nói ninh khuyết cầu quán chủ thu to làm đồ đệ lý bình an thì nhìn ninh khuyết đang nửa quỳ kia trong lòng nhẹ nhõm lại may mắn thu nhận được một khí vận tri tử vào hũ rồi thật vui vẻ triệu hân duyệt cười nói chúc mừng quán chủ thu được một đồ đệ tốt Lý Bình An nghiêm túc nói Tam thanh quan ta từ viễn cổ truyền thừa đến nay đã có không biết bao nhiêu nhân tài thiên kiêu rồi. Trong đó thì không thiếu những nhân vật tuyệt thế đương đại, lực áp thiên hạ. Thiên tư của Ninh Quyết so với cả bọn họ thì không khác gì đom đóm so với cả trang sáng, không coi là đồ đệ tốt. Trong lòng của Ninh Quyết tối sầm lại. Vốn là được Lý Bình An chủ động thu nhận làm học trò, vốn có chút tự đắc, trong nháy mắt tâm tình tiêu tan, trong lòng ảm đạm. Ninh Quyết ơi là Ninh Quyết Nếu không phải được quán chủ để mắt Thì ngươi chính là một phế nhân Phí khủ không thông Có cái gì mà đắc ý đây chứ Trường 158 Ninh Quyết Bái Sư Lý Bình An thì tiếp tục nói Ta tán thưởng quyết tâm kia của Ninh Quyết Biết rõ không thể thành Nhưng vẫn có nghị lực Quyết tâm mở ra đại đạo trong tuyệt cảnh Cho nên mới nguyện ý cho hắn một cơ hội Ninh Quyết thì quỳ một chân trên đất cúi đầu cảm kích nói Đa tạ quán chủ Lý Bình An nhìn Ninh Quyết nói Mấy ngày nay Ngươi đã nghe ngóng qua tan thanh quan của ta rồi chứ? Ninh Quyết mang theo chút tôn kính nói. Biết à? Độ đòi giúp người, thủ giới, không lạm dụng giết chóc. Có thể tuân thủ không? Ninh Quyết ngẩng đầu kiên định nói. Có thể. Lý Bình An nhấc tay một cái, cười nói. Đứng lên đi. Tạ quán chủ. Ninh Quyết cung kính đứng lên. Triệu Hân Duyệt ở bên cạnh cười nói. Lý công tử, ninh quyết dù sao cũng là do ta mang đến tây vực. Nếu đã bãi Lý công tử làm thầy rồi, xin Lý công tử dụng tâm dạy dỗ. Lý Bình An thì cười gật đầu nói, đó là dĩ nhiên. Thẩm nhị tiên sinh nếu như không yên tâm thì tùy ý lúc nào có thể quay lại đây để xem. Triệu Hân Duyệt gật đầu một cái cười nói, có lẽ ta sẽ làm như vậy. Lý Bình An cười ha hà nói. Vậy lúc nào ta cũng cung kính chờ đợi thập nhị tiên sinh đến. Triệu Hân Duyệt khẽ cười một tiếng, búng ngón tay một cái. Một chiếc thuyền ngọc xinh xắn bay ra từ giữa ngón tay. Đón gió mà lớn, biến thành một con thuyền khoảng hơn 10 thước bay lơ lửng trên không trung. Toàn thân thì giống như là được đúc từ ngọc phỉ thúy mà thành vậy. Giữa ánh mặt trời lóe ra ánh sáng xanh triệu hân duyệt nhìn về phía của lý bình an cười nói lý công tử hy vọng có ngày gặp ngươi ở đông châu lý bình an lắc đầu vội cái nói vậy thì ngươi không đợi được đâu e rằng cả đời này ta cũng không thể đi đông châu được ta tin tưởng ngươi sẽ đi đôi mắt xinh đẹp của triệu hân duyệt nhìn lý bình an chằm chằm lý bình an trồn dạ nhưng mà chính bản thân của hắn còn chẳng tin mình nữa là tự tin của ngươi từ đâu mà tới vậy triệu hân duyệt nhìn lý bình an trong lòng suy nghĩ là tông môn được truyền thừa từ thời viễn cổ hồng hoang lần này xuất thế há lại yên lặng không tiếng động sao triệu hân duyệt khẽ cười một tiếng xoay người nói bạch vũ trần chúng ta đi bạch vũ trần đứng ở bên cạnh cung kính nói ra dạ. triệu hân duyệt bay lên thuyền đáp xuống đầu thuyền lý bình an thì phất tay kêu lên lái thuyền chậm một chút thôi chú ý an toàn đấy nha thuyền đi lướt gió nhất thời thân nhân ở lại lệ rơi hai hàng triệu hân duyệt trợn mắt nhìn lý bình an một cái phụt một tiếng bật cười vùng tay lên phi thuyền bay lên không phá không mà đi lý bình an thì đứng ở trước cửa tam thanh quan nhìn hướng triệu hân duyệt rời đi trong lòng thoải mái một hồi Rốt cuộc cũng đi rồi Chuỗi chuyện phiền toái này Cuối cùng cũng kết thúc rồi Bần đạo rốt cuộc có thể ung dung qua ngày Thoải mái rồi Ninh Quyết lặng lẽ Nhìn Lý Bình An một cái Quán chủ và thầm nhị tiên sinh Quả là tình thâm ý nặng Vào đi Lý Bình An xoay người Đi vào trong đạo quán Ninh Khuyết vội vàng theo sau, khuyên. Sư phụ, nếu quả thật ngài không bỏ được thẩm nhị tiên sinh thì có thể đến thư viện thăm nàng ấy. Hơn nữa nàng ấy cũng sẽ quay về gặp ngài. Lý Bình An nhìn Ninh Quyết hệt như nhìn kẻ ngu vậy. Ngươi nhìn chỗ nào thấy ta giống như là không bỏ được vậy. Bây giờ ta cả người ung dung thoải mái có thấy không? Bạch Vân đi ra từ hậu viện cung kính nói. Quán chủ có thể dùng bữa sáng rồi. Ừ. Bạch Vân thẳng người dậy. Nhìn về phía của Ninh Khuyết cười nói Chúc mừng người Mặt Ninh Khuyết cũng lộ ra một nụ cười nói Tham kiến Bạch Vân Đạo Trưởng Bạch Vân cười ha hà nói Sau này đều là người mình rồi Không cần khách khí như vậy nữa đâu Đám người đi tới hướng hậu viện Trong hậu viện Ninh Khuyết liếc mắt liền thấy bốn đứa bé đang đuổi nhau đùa giỡn Trong lòng dâng lên một cái suy nghĩ cổ quái sau này bọn họ đều là tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ của ta rồi sao? Nhóm người thanh tuyết lấy thấy Lý Bình An đi tới. Vội vàng dừng ở đồ dỡn, đứng chung lại một chỗ hôn lên. Sư phụ! Dư quang ánh mắt còn đang không ngừng đánh giá Ninh Quyết. Lý Bình An thì cười nói. Đi ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Thành Vũ phát ra một tiếng hò hét vui mừng. Một nhóm bốn đứa bé vội vàng chạy vào hướng phòng khách. Bạch Vân thì đứng ở phía sau Vốt dầu cười ha hà nói Xem chủ nghệ của bần đạo khoảng thời gian này thế nào Sau khi ăn điểm tâm Lý Bình An ngồi ở vị trí chủ vị trong đại sảnh nói Thanh Phong Người đi ngăn cửa lại Tạm thời không để cho tín đồ vào trong Thanh Phong đứng lên Nhìn Ninh Khuyết một cái theo bản năng Cùng kính nói Dạ Xoay người đi ra phía ngoài Lý Bình An thì đứng lên nói Ninh Khuyết người theo ta đi bái kiến tổ sư Ninh Khuyết đứng lên cung kính nói Dạ Sau đó thì theo Lý Bình An đi ra ngoài Chương 159 Ninh Khuyết bái sư Hạ mắt của Bạch Hiểu Thuần lộ vẻ hưng phấn. Hắn cũng là tới bái sư sao? Thạch Hạo thì gật đầu một cái, giỏ giọng ông cụ non. Ôi, ta lại có thêm một tiểu sư đệ. Chiếu cố sư đệ là trách nhiệm của ta rồi. Thạch Vũ thì... Thanh Vũ thì nhảy cẫng lên, hưng phấn nói. Đi, đi xem một chút. Bốn đứa bé này chạy ra ngoài cổng như tổ ong vỡ vậy. Bạch Vân thì vuốt dâu, cười theo đằng sau, Tam Thanh Quan càng thêm hưng thịnh rồi. Trong Tam Thanh Đại Điện, Ninh Khuyết có chút thấp thỏm quỳ trên tấm bồ đoàn. Lý Bình An thì đứng ở bên trái thượng thổ, bên phải là đám người thanh tuyết đứng xem náo nhiệt. Lý Bình An tuyên đọc giới luật một lần nghiêm túc nói: Ninh Khuyết, những giới luật trên đây người có thể tuân thủ trước. Ninh Khuyết gật đầu nghiêm túc nói: Có thể. Lý Bình An thì xoay người hướng về phía hất tượng của Tam Thanh cung kính xá một cái rồi nói. Tam Thanh đạo tổ ở trên cao. Bây giờ có kẻ phàm tục tên Ninh Khuyết một lòng hướng đạo thành tâm bái nhập môn đạo ta. Xin đạo tổ minh giám. Đinh! Chúc mừng ký chủ đào chân tường thành công. Tưởng thường đệ tử. Một bộ như ý đạo bào. Tầng thứ nhất lục đạo luân hồi quyết vũ khí, cửu u, đoạt hồn liên. Đánh giá Lục đạo luân hồi quyết là do bình tâm nương nương địa phủ chi chủ công đức trí thánh sáng chế ra trong lúc rảnh rỗi. Lấy đan điền làm địa phủ, ngưng tụ tử vong chi lực. Cửu u, đoạt hồn liên là tiên thiên linh bảo. Bản thể của tất cả câu hồn tỏa lên ở địa phủ Tuy là ngụy phẩm nhưng mà cũng có uy năng cực lớn. Tưởng thưởng cho ký chủ, câu linh khiển tướng thăng cấp, đánh giá, lớn hơn, mạnh hơn. Lý Bình An thì cười lạnh một tiếng thầm hỏi, hết rồi sao? Hệ thống không có chút phản ứng nào cả, nội tâm của Lý Bình An thì cũng không có chút nào gợn sóng. Kết quả này sớm đã ở trong dự liệu rồi. Chút xíu đả kích này cũng muốn làm dung chuyển nội tâm đã bị tàn phá của ta chớ hòng mơ tưởng duy trì không nghĩ tới hệ thống sẽ tưởng thưởng công pháp của bình tâm nương nương không thể không nói con đường của hệ thống cho thì càng đi càng eo hẹp phần thưởng lần trước là luận ngữ bây giờ ngay cả công pháp của bình tâm nương nương cũng tưởng thưởng luôn tiếp đi tiếp tục đi chờ lúc tam thanh đạo tổ tức giận thì cũng chính là ngày cuối cùng của cái hệ thống vô lương này đấy Lý Bình An thì cười nhạt trong bụng. Lý Bình An duỗi tay một cái, thiên địa linh khí tụ đến, ngưng tụ thành một cái khay trong lòng bàn tay hắn. Trên khay thì có một bộ đạo bào xếp gọn. Bên cạnh đạo bào có một khối ngọc phù và một cái xích xinh xắn. Một đầu của xích giống như một cái lưỡi câu đen lớn. Trên mặt lưỡi câu đầy những vết sức dữ tợn. Mới nhìn một cái mà linh hồn đã hơi đau đau rồi lý bình an bưng mâm đi tới trước mặt ninh khuyết nói ninh khuyết sư phụ ninh khuyết ngẩng đầu nhìn lý bình an trong mắt tràn đầy kích động cùng mong đợi lý bình an nói ngươi là đệ tử thứ năm của sư phụ sư phụ ban cho người u minh trí cường công pháp lục đạo luân hồi quyết cùng với vũ khí cửu u đoạt hồn liên ban cho đạo hiệu thanh minh Hy vọng ngươi có thể hiểu thấu tâm tình từ đầu đến cuối, không để ngoại vật mê hoặc. Bạch Hiểu thân ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên nảy sinh nghi ngờ. Đạo hiệu? Tại sao ta không có đạo hiệu vậy? Đưa tay chọc Thạch Hạo nhỏ giọng nói: "Sư huynh, ngươi có đạo hiệu không?" Thạch Hạo thì ra vẻ đương nhiên, gật đầu một cái nói: "Có. Đạo hiệu của ta là Thanh Thạch." Bạch Hiểu Thần u oán nhìn Lý Bình An. Sư phụ, ngài không công bằng. Ninh Khuyết cúi đầu xá một cái cung kính nói. Tạ sư phụ. Thành Minh nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Lý Bình An thì gật đầu một cái rồi nói. Rất tốt, cầm đi. Tạ sư phụ. Thành Minh nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Lý Bình An thì gật đầu một cái rồi nói. Rất tốt, cầm đi. Ninh Quyết đưa tay khẽ run run cầm ngọc phù ở trong tay, chớp mắt trong đầu xuất hiện rất nhiều kiến thức, đại đa số chỉ thoáng hiện một lát, sau đó dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Ninh Quyết phục hồi tinh thần lại, lại nâng xiềng xích câu hồn cùng đạo bảo ở trong tay, bốp bốp dập đầu ba cái cùng kinh nói: đệ tử thanh minh bái kiến sư tổ, bái kiến sư phụ. Lý Bình An thì vui mừng gật đầu một cái rồi nói Đứng lên đi Chúng ta đi ra ngoài trước Bạch Vân Thông báo Thanh Phong có thể tiếp khách rồi Bạch Vân thì cung kính nói Dạ Lý Bình An dẫn một đám người đi ra phía ngoài Tản ra Bạch Vân đi thông báo cho Thanh Phong Thanh Tuyết Thanh Vũ tay trong tay Tung tăng đi thăm Thanh Nghiêu Cùng với cả Đại Bạch Trương Thạch Hạo thì dương dương đắc ý dẫn Ninh Quyết đi chọn phòng. Còn như là đại sư Huynh, hắn cảm thấy tự có trách nhiệm, có nghĩa vụ giáo hội sư đệ mới tới quy củ trong quan đạo ta. tỷ nhờ mặc đạo bào, tỷ như niệm kinh, tỷ như tôn kính sư Huynh, vân vân. Chương 160 Đạo hiệu cho hiểu thuần Lý Bình An thì chắp hai tay sau lưng, ung dung thong thả đi ra phía ngoài. Thời điểm thị sát Giang Sơn của trẫm tới rồi, cảm giác ung dung này thật là tốt. Đi đường mấy bước, luôn có cảm giác phía sau mình hình như bị theo đuôi. Chợt quay đầu lại, bắt gặp Bạch Hiểu Thần đang đi sát phía sau. Trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc rồi hỏi. Tiểu Thần, người đi theo sư phụ làm gì vậy? Bạch Hiểu Thần ủy khuất nói Sư phụ Ngươi vẫn chưa chọn đạo hiệu cho con Hả Chưa có đặt đạo hiệu cho ngươi sao Lý Bình An kinh ngạc nói Bạch Hiểu Thần thì gật đầu lia lịa Mặt đầy ủy khuất nhìn Lý Bình An Lý Bình An thì mặt tươi cười nói Tiểu thần à Trong những đệ tử này Sư phụ thiên yêu nhất Coi trọng nhất chính là ngươi Cho nên đối với cả đạo hiệu của ngươi Mới suy nghĩ rất lâu nhất định phải cho ngươi đạo hiệu hay nhất. Thật sao? Bạch Hiểu Thần kích động kêu lên. Cảm ơn sư phụ. Lý Bình An thì vui vẻ yên tâm nói. Không cần cảm kích đâu. Đây là chuyện vi sư phải làm. Ngươi phải tu luyện thật tốt vào. Chớ có phụ lòng sư phụ một phen khổ tâm. Dạ dạ. Bạch Hiểu Thần phấn kích gật đầu kiên định. Sau đó trông đợi hỏi. Sư phụ. Vậy đạo hiệu hay nhất của ta đã có chưa? Lý Bình An thì chớp mắt một cái cười ha hả nói Vi sư xem xét cận kẽ hơn trăm cái đạo hiệu rồi Chỉ chọn được hai cái hay nhất thôi Mãi vẫn đang trần trở không quyết được Vì thế mới không nói cho ngươi Bạch Hiểu Thuần thì cảm động nói Sư phụ, ngươi thật tốt Cả trăm cái mà chỉ có được hai cái thôi Nhất định cái nào cũng rất hay Chọn đại một cái là được cả à? Chỉ cần là do sư phụ chọn thôi Ta đều thích hết Thật là hiểu chuyện Nếu ngươi nói như vậy thì cứ gọi là Thanh Thuần đi Bạch Hiểu Thuần hơi sửng sốt Thanh Thuần Sao mà nghe kỳ kỳ vậy Bèn vội vàng hỏi Sư phụ Cái còn lại là gì ạ à? Lý Bình An thì cười nói Nếu như không thích Thanh Thuần Thì có thể lấy là Thanh Bạch làm người thì phải trong sạch, ngụ ý tốt bao nhiêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiểu Thần nhíu lại. Nghe thì rất hay, nhưng mà sao cảm giác kỳ kỳ thế nhỉ? Không nhịn được hỏi lại. Sư phụ, còn nữa không? Lý Bình An thì dương phất trần lên, vẩy cho Bạch Hiểu Thần một cái rồi nói. Lòng tham không đáy là tối kỵ với cả người tu đạo đấy. Bạch Hiểu Thần vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói sư phụ ngài không phải nói còn có mấy trăm sao nói thêm mấy cái nữa đi mà để cho ta chọn được không lý bình an mở hai lòng bàn tay ra nói bỏ hết rồi bạch hiểu thuần lanh lợi nói sư phụ có khi nào ngài bỏ nhầm rồi hay không nói thêm mấy cái nữa thôi lý bình an thì ngữ trọng tâm trường nói hiểu thuần hôm nay sư phụ sẽ dạy cho ngươi một bài học Chúng ta phải học tập người ưu tú, như vậy chúng ta mới có thể càng ưu tú hơn. Còn những kẻ thất bại bị đào thải thì không đáng để chúng ta nhớ trong lòng." Bạch Hiểu Thần không nói gì, một hồi lâu. Ý của ngài ấy chính là cái bị bỏ đi, ngài ấy đã quên sạch rồi. Lý Bình An đằng hắng một cái thúc giục: "Tiểu Thần, người tu đạo theo lý thì phải quả quyết kiên định, người đưa ra quyết định đi." bạch hiểu thần thì lại so sánh một chút thấp giọng nói sư phụ hay thôi cứ gọi là thanh thuần đi lý bình an cười nói như vậy quá tốt rồi thanh thuần đồ nhi ngoan còn không mang đi tu luyện đi dạ sư phụ bạch hiểu thần đáp một tiếng theo bản năng xoay người rời đi theo hướng lúc đến trong lòng của lý bình an thì thả lỏng được một chút lộ ra nụ cười đắc ý vẫn là trẻ con dễ gạt bạch hiểu thần đi đến mấy bước chân dừng lại nghiêng đầu nhìn về phía của lý bình an Tuyết miệng cười nói sư phụ công pháp tu luyện cần phối hợp với cả luyện đan ngài có lò luyện đan không ạ à? theo bản năng thì trong đầu của lý bình an hiện lên một điều đó là phương pháp luyện chế liên quan đến chuyện truyền thừa của lò luyện đan lý bình an thì âm thầm thở dài một hơi cái chức bảo mẫu này phải làm cho đến cùng rồi lý bình an thong thả nói sư phụ đã không còn lò luyện đan rất nhiều năm rồi bạch hiểu thần sùng bái nhìn lý bình an nói sư phụ thật là lợi hại lý bình an thì đằng hắng một cái rồi nói ngươi đi trước đi sư phụ dành thời gian để luyện chế một cái lò luyện đan nữa cho ngươi dạ sư phụ bạch hiểu thần tung tăng chạy về phía trước Hề hey, hề, hey, thanh bạch, thanh thuần, ngươi hủy hoại sự trong sạch của con gái nhà ai rồi? Hay là làm vấy bẩn sự thanh thuần của cô nương nào rồi? Một thanh âm như có như không truyền khẽ tới từ bên cạnh. Lý Bình An thì nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc quần áo đen đang đứng ở bức tường bên cạnh. Trường 161 Mạnh Hạo Nhiên Lý Bình An thì kinh ngạc kêu lên Mạnh Hạo Nhiên Mạnh Hạo Nhiên chân mày cau lại rồi nói Nhà đầu kia nói thân phận của ta với ngươi rồi sao Trong lòng của Lý Bình An đầu tiên là cả kinh Sau đó bình tĩnh lại Đây chính là trong sân của Tam Thanh Quan Bần đạo sợ sao Lý Bình An thì dương vất trần lên Cười nói Mạnh tiên sinh chính là nhân vật truyền kỳ của thời đại cứ cho là thẩm nhị thiên sinh không nói đi chăng nữa thì cứ với tốc độ lan truyền tin tức về danh vọng của mạnh thiên sinh thì rất nhanh cũng chuyển khắp thiên hạ mà thôi đến lúc đấy bần đào tự nhiên cũng có thể biết được mạnh hạo nhân ha ha cười lạnh một tiếng rồi nói danh vọng của ta thế nhân bây giờ còn có ai nhớ phu tử từng có một sư đệ kia chứ trừ người đời trước sợ rằng chẳng còn ai nhớ đến ta đâu lý bình an thì khó hiểu hỏi tại sao mạnh hạo nhiên chắp hai tay sau lưng nhìn về hướng nam rồi nói bởi vì có người không hy vọng thế nhân biết về ta muốn xóa hết chuyện về ta đi lý bình an thì thử thăm dò phu tử sao mạnh hạo nhiên lắc đầu một cái thong thả rồi nói thánh tử thánh đường bất hủ thái tử bất hủ tộc bạch hổ vương ở thập vạn đại sơn Thái tử Kim Long của Vô Tận Hải, vân vân. Mạnh Hạo Nhiên cười lạnh nói, những đại nhân vật từng được vọng chứng thánh như bọn họ, há sẽ để cho thế nhân biết họ đã từng là bại đồ dưới tay ta sao? Lý Bình An thì giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Ngươi thật trâu. Mạnh Hạo Nhiên nhìn về phía của Lý Bình An, chân mày cau lại quán chủ nếu như nguyện ý xuất thế thì trên đầu bọn họ sẽ thêm một ngọn núi lớn đè lên lý bình an thì liên tục chắp tay cười nói bần đào vẫn là tự biết mình thôi tự biết rõ ràng bản thân nặng nhẹ thế nào cũng không dám đi khiêu khích những đại nhân vật như bọn họ đâu ánh mắt của mạnh hạo nhiên híp một cái uy hiếp nói nếu tự biết mình còn dám nhận ninh khuyết làm đồ đẻ ngươi không sợ chết sao Lý Bình An thì sửng sốt một chút Hơi cau mày nói Người tới là vì Ninh Khuyết Giữa các người có quan hệ gì sao Mạnh Hạo Nhiên yên lặng không nói Lý Bình An thì đột nhiên nghĩ tới Thời điểm lần đầu gặp Ninh Khuyết Hệ thống vang lên âm thanh Nói Ninh Khuyết là khí vận chi tử ra dưỡng Lý Bình An thì vẫn còn cho rằng Ra dưỡng Chính là nguyên nhân mà Hạo Nhiên Thư Viện thu nhận học trò Bây giờ xem ra không phải như vậy dường như ninh khuyết còn có thân phận khác ánh mắt của mạnh hạo nhiên cứng lại một chút một cỗ linh hồn lực không tiếng động xông đến nhắm vào đầu của lý bình an ôi thế mà không chút phòng bị nào sao linh hồn lực mới xâm nhập vào đầu mạnh hạo nhiên liền trông thấy một người to lớn đến khó mà có thể dùng lời diễn tả được thiên địa độc tôn không cách nào nhìn thẳng chỉ là một đạo ảo ảnh mà cũng có thể khiến cho bản thân mình nảy sinh cảm giác nhỏ bé như hạt bụi vậy. Phụt. Mạnh hạo nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lào đảo lùi về phía sau hơn 10 bước. Huệt một tiếng, một chân quỳ trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, mặt đầy sợ hãi. Máu tươi trong không trung đều hóa thành âm khí, phiêu tán. Lý Bình An thì đối với cả hết thảy các thứ này hồn nhiên không hay, kỳ quái hỏi. Này, ngươi thế nào rồi? mạnh hạo nhiên thì ngẩng đầu chưa tỉnh hồn nói đó là ai lý bình an khó hiểu hỏi cái gì là ai bóng người cao lớn vĩ đại trong đầu của ngươi kia kìa mặt của lý bình an biến sắc người dò xét trong đầu của ta sao mạnh hạo nhiên ngừng lại một chút đứng từ trên mặt đất dậy rồi nói dĩ nhiên ta phải biết kẻ ninh khuyết bái làm sư phụ là thế nào chứ vậy có phải ngươi còn muốn ra tay thờ bản lãnh của bản đạo một chút không? Đó là dĩ nhiên. Mạnh hạo nhiên trọt vung tay một cái. Một đạo kiếm quỷ khí, quang minh, chính đại trong nháy mắt nảy sinh, chém tới hướng của Lý Bình An. Quỷ khí vốn là âm u, nhưng mà vào dưới tay của mạnh hạo nhiên sẽ dụng lại lộ ra vẻ quang minh, tránh đại, tràn đầy khí thế vô địch. Lý Bình An thì chỉ chớp mắt một cái, Lưỡi kiếm quỷ khí cuồn cuộn giống như thủy tinh màu đen này. Đùng một tiếng, nát bấy, bắn ra tứ tán. Bang một tiếng, quỷ thể của mạnh hạo nhiên trong nháy mắt bị đánh tan đi. Quỷ khí bị đẩy ra ngoài. Ở bên ngoài của tam thanh quan, ngưng tụ một bóng người. Thân thể xám xịt bất định, sợ hãi nhìn tam thanh quan một cái. Rồi hóa thành một đạo hắc quang, phóng đi biến mất. Lý Bình An thì đắc ý nói Ngông cuồng Làm màu Trong tam thanh quan ta Tiểu gia vô địch Lại lầm bẩm Kỳ quái Mạnh hậu nhiên Có quan hệ thế nào với cả Ninh Khuyết vậy Không phải hắn bị phong ấn cả ngàn năm nay sao Trường 162 Minh Vương Lý Bình An thì trong lòng tò mò Xoay người đi tới hướng hậu viện Trong hậu viện Ninh Khuyết đang ngồi xếp bằng Ngoài bìa rừng trúc kia Nhắm mắt tu luyện Tốn 20 năm tầm sư Thế nên mới càng quý trọng cơ hội tu luyện Lý Bình An thì chậm rãi đi tới hướng của Ninh Khuyết Tiếng bước chân lạo xạo vang rồi Lỗ tai của Ninh Khuyết khẽ nhúc nhích Mở mắt nghiêng đầu nhìn rồi vội vàng đứng lên cung kính bái lại nói sư phụ người biết mạnh hạo nhiên à ninh khuyết nghĩ thầm một lúc lắc đầu nói chưa từng nghe qua cái tên này thế có nghe qua phần thiên khổng tước chưa lý bình an lại hỏi chưa ninh khuyết không nhịn được mà hỏi sư phụ mà có chuyện gì vậy lý bình an thì khoát tay một cái rồi nói không có gì tu luyện cho tốt đi Giữa ánh mắt ngờ vực của Ninh Khuyết, Lý Bình An chắp hai tay sau lưng, ung dung thong thả đi tới hướng phòng của mình. Người phàm thì không thể nhận ra trong thế giới của U Minh bị vô số quỷ hồn, quỷ vương chia cắt. Trên ngọn núi cao nhất ở giữa thế giới của U Minh có một tòa cung điện đen nhánh. Ở trước cung điện có hai đội thú hồn đang chém giết nhau. Một nữ nhân mặc áo bào màu đỏ theo hình hoa mẫu đơn tinh xảo đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn đặt trước cửa, ngáp nhìn hai đội thú hồn đang chém giết nhau. Thực lực của mỗi một con thú hồn này đều ở trên bạch vân. Ở Tây vực không con nào không phải là chấn nhiếp nhất vương, kinh khủng vô cùng. Hôm nay lại vì muốn lấy lòng một nữ nhân mà đánh giết lẫn nhau. Một đoàn đám mây to lớn, hình dáng thề giống như phượng hoàng lửa thiêu đốt bay từ đằng xa tới đám mây phượng hoàng lửa xẹt qua địa vực âm thổ vô số quỷ hồn nhao nhao bò lồm ngồm trên mặt đất run lầy bẩy nữ nhân thì nằm nghiêng trên giường khẽ ngẩng đầu nhìn đám mây lửa ngáp một cái mắt lại tiếp tục lờ mờ nhìn đám thú hồn đang đánh giết nọ đám mây lửa co lại hóa thành một nữ nhân mặc đồ màu đen nữ nhân nọ thì hạ xuống từ trên trời đến trước cung điện nửa quỳ xuống cung kính nói bái kiến minh vương bệ hạ minh vương thì mặc áo hỉ lười biếng nói tiểu khổng tước phần thiên khổng tước vui mừng nói bệ hạ hạo nhiên xuất quan rồi minh vương ngẩng đầu lộ ra dung nhan phong hoa tuyệt đại kinh ngạc nói phu tử lão nhân kia thả hắn ra rồi sao phần thiên khổng tước nói là bất hủ tộc thả hắn ra minh vương thì cười khanh khách nói ban đầu hạo nhiên giết nhiều nhất chính là mấy thứ không thấy được ánh sáng ở biển chết kia không nghĩ tới sau khi bị phong ấn bất hủ tộc còn cố gắng thả hắn ta ra rồi lại xúc động nói có lẽ đây chính là chân ái khóe miệng của phần thiên khổng tước giật giật hai cái lời nói và kiểu hành vi làm cho người ta kinh người của minh vương bệ hạ phần thiên khổng tước đã sớm chẳng còn thấy lạ. Phần thiên khổng tước tiếp tục nói. Bệ hả? Ninh Khuyết cũng không bái phu tử làm sư phụ. Hả? Minh Vương ngồi dậy từ trên giường nói. Có chuyện gì vậy? Phu tử lão thất phu kia, hắn sẽ không cự tuyệt Ninh Khuyết vào ngoại môn mới đúng. Phần thiên khổng tước cung kính nói. Hạo nhiên nói, Ninh Khuyết không đến thư viện, mà bái sư thuộc một môn phái ẩn thế minh vương chậm rãi nằm lại xuống giường hỏi thực lực như thế nào hạo nhiên nói là rất mạnh vô cùng mạnh hắn không đỡ được một chiêu minh vương lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp nói tiểu mạnh không phải là đối thủ sao tân thánh giả mới xuất thế à có lẽ ta nên đi thăm viếng một chút thôi phần thiên khổng tước do dự một chút rồi nói Hạo nhiên nói có thể là năng lực bộc phát Từ khí chất Lời nói đều không được coi là thánh kỳ Minh vương nhất thời mất hứng thú nói Vậy thì thôi đi Phần thiên khổng trước do dự nói Bệ hạ Muốn để cho Ninh Khuyết tiếp tục đến thư viện không Minh vương thì lời biếng nói Tự các người quyết định đi Hạo nhiên thì không phản đối chuyện Ninh Khuyết gia nhập môn phái ẩn thế đấy Minh Vương cảm khái nói Lúc đầu để cho Ninh Khuyết gia nhập thư viện Là tiểu mạnh quyết định Bây giờ hắn thay đổi ý kiến thì tùy hắn đi Nam nhân đấy à Giỏi nhất là thay đổi Tiểu Khổng tước Người nhất định phải đề phòng đấy Cũng đừng để cho tiểu mạnh bị nữ nhân khác dụ dỗ mất Khóe miệng của phần thiên khổng tước giật giật hai cái. Cả đầu toàn là màu đen. Lúc này thì đại chiến trước đại điện của Minh Vương cũng đã hạ màn rồi một đôi đầu hắc hổ kẻ cột tay kẻ cột chân đứng ở trên đất trống từng cỗ âm khí không cầm được tiêu tán ra bên ngoài từ miệng vết thương nhưng mà trong lóe mắt vẻ mừng rỡ một đạo quỷ khí thâm sâu bắn ra từ trong tay của minh vương dung nhập vào trong cơ thể của đôi hắc hổ này hắc hổ ngửa mặt lên trời gào lên hai tiếng chấn động linh hồn cả người bọc trong hắc khí run rẩy chân tay thì gãy lìa nhanh chóng mọc dài ra khí tức thốt nhiên bắn lên nhanh chóng tăng lên chương một trăm sáu mươi ba hiểu thuần nhờ giúp đỡ Minh Vương thì cũng theo đó mà vung tay lên Một luồng gió lốc màu đen Không hiểu từ đâu mà có Xoay tròn Bao vây lấy cặp hắc hổ Bay ra ngoài Biến mất ở chân trời Phần thiên khổng tước thì cung kính nói Bè hạ Quỷ hồn trong u minh giới Đã quá nhiều rồi Minh Vương thì lời biếng nói Quy tắc cũ Để cho các quỷ vương Đi tấn công dương gian đi Tiêu hao một ít Phần thiên khổng tước thì cúi đầu nói ra. Dạ. Minh vương ngáp một cái mơ hồ nói. Thật là mệt. Tiểu khổng tước ôm bổn cung hồi cung. Phần thiên khổng tước thì không biết làm sao bèn nói. Dạ bè hạ. Triệu Hân Duyệt rời đi quả thực khiến cho Tam Thanh Quan khôi phục được nguyên trạng. Mỗi ngày xong giờ học sáng, Bạch Vân Thanh Phong sẽ tiếp đón tín đồ đến dân hương. Đám người thạch hạo cố gắng tu luyện, hết thảy đều rất theo trình tự. Nửa tháng sau, vào trạng vạng tối, Lý Bình An thì nâng một cái lò luyện đan vào càn viện, dùng sức một cái. Lò luyện đan này chợt bay lên rồi uỳnh một tiếng, rơi xuống mặt đất. Nghe được tiếng vang thì đám người Bạch Hiểu Thần, Thạch Hạo, Ninh Khuyết dối rít vây lại. Bạch Hiểu Thần xoa xoa hai tay, kích động lòn vẩn nhìn về phía của Lý Bình An rồi cái lò luyện đan kích động. Sư phụ, đây là cho ta sao? Lý Bình An thì gật đầu một cái. Bà Kiều Thần cảm động nói, Sư phụ, ngài quá tốt, ta nhất định sẽ luyện đan cho thật tốt để báo đáp ngài. Lý Bình An thì vui vẻ nói, Người có lòng là tốt rồi, cũng không uổng công sư phụ tốn nhiều tiền để mà luyện chế cái lò luyện đan thượng hạng này cho ngươi. Dạ dạ, bạch hiểu thần dùng sức gật đầu thạch hạo thì ở bên cạnh nghi ngờ hỏi sư phụ tối ngày hôm qua có phải ngươi ngủ không được ngon giấc không lý bình an thì sờ mặt mình một cái nghi ngờ nói sao thế bạch hiểu thần mặt đầy ngây thơ cười ngây ngô nói sư phụ mặt của ngài hơi tái lý bình an thì ngừng lại không sờ mặt nữa chậm rãi buông say tuống thở dài một hơi rồi bỏ ra ngoài. Bạch Hiểu Thần thì khó hiểu hỏi. Sư phụ sao thế? Thạch Hạo thì sao cầm, như có điều suy nghĩ. Có lẽ là nhớ hân duyệt tỷ. Tầm mắt của Bạch Hiểu Thần đặt ở trên lò luyện đan mới, hoan hô một tiếng, tiến lên ôm lò luyện đan. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lò luyện đan, dáng vẻ si mê. Thạch Hạo thì tò mò hỏi. Hiểu thần, Người biết luyện đan chế Luyện chế đan sao Bạch hiểu thần thì buông lò luyện đan một chút Do dự nói Chắc là biết Ninh Khuyết đột nhiên trên miệng hỏi Luyện đan chính là chế thuốc sao Thạch hào gật đầu một cái Vỗ bắt đùi của Ninh Khuyết Ra vẻ cụ non nói Tiểu sư đệ Kỹ thuật luyện đan của thăng thanh quan chúng ta là tuyệt nhất đấy. Nguyên đan mà sư phụ luyện chế mùi vị rất tuyệt vời. Khóe miệng của Ninh Khuyết giật giật hai cái. Tiểu sư đệ. Thạch hạo thì nghiêng đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần tò mò hỏi. Đúng rồi. Ngươi cũng dùng máu để luyện đan sao? Hai mắt của Bạch Hiểu Thần mờ mịt hỏi. Dùng máu để luyện đan? Thạch hạo thì làm ra vẻ hiển nhiên gật đầu một cái rồi nói. Đúng vậy. Lúc đầu sư phụ chính là dùng máu để luyện đan đấy, rất lợi hại. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thần lóe lên, bất an, nuốt một ngụm nước miếng. Ninh Khuyết thì đánh giá cái lò luyện đan này, nghi ngờ. Luyện đan hẳn là phải dùng lửa nhỉ? Cái này dùng lửa kiểu gì? Bạch Hiểu Thần lại lập tức phấn khởi hô lên. Ta biết, dùng chân hỏa. Ngươi có chân hỏa sao? Ninh Khuyết sâu xa hỏi. Ngươi có chân hỏa hay sao? Nụ cười của Bạch Hiểu Thần động lại trên mặt Hình như là không có Nhìn gương mặt của Ninh Khuyết Càng thấy đáng ghét Lập tức thẹn quá hóa giận kêu lên Người cái gì mà ngươi Gọi là sư huynh Ninh Khuyết mặt nghẹt Đáp trả câu này với cả Ninh Khuyết xong Thì Bạch Hiểu Thần nhất thời Thấy thần thanh xí khẳng Thần thanh khí sảng Lại nhìn cái lò luyện đan Phát ra ánh sáng lấp lánh Không nhìn được mà muốn thử tài nghệ Lập tức nói Ta đi hỏi sư phụ một chút đã. Nói xong thì xoay người, chạy ra phía ngoài. Trong sân, Lý Bình An đang ngồi trong lương đình, ngắm nhìn ánh tà dương ban chiều, Tâm tình sao động, từ trong sâu thẳm nội tâm, không nhìn được mà thầm ngân sướng. Tịch dương thiên cận vãn, cổ đạo xấu mã, huyết tạm can, xuân tàm đáo tử, tì phương tấn, ngã dị ngã huyết, tiến tam thanh rồi lại lắc đầu than thở xúc động nói thơ hay thơ thật là hay sư phụ sư phụ bạch hiểu thần từ trong càn viện nhảy về phía trước chạy đến như bay lý bình an thì ngừng xúc động phục hồi lại tinh thần nhìn về phía của bạch hiểu thần cười nói thanh thần à tìm sư phụ có chuyện gì vậy bạch hiểu thần chạy đến trước mặt của lý bình an dừng chân lại mặt mang lo âu nói Sư phụ, luyện đan thì cần chân hỏa, ta không có, phải làm sao đấy? Chương 164 Lò luyện đan của Bạch Hiểu Thuần Lý Bình An thì lộ ra một nụ cười hòa ái dễ gần nói Tiểu thuần, không cần lo lắng. Cái vấn đề này thì sư phụ đã sớm cân nhắc cho ngươi rồi. Bạch Hiểu Thuần cảm động nói. Sư phụ, ngài thật tốt. Phương pháp luyện đan của đạo môn chúng ta thì đại khái có thể chia thành hai loại. Một là dùng chân hỏa luyện đan. Một loại khác là lấy huyết diễm mà luyện đan. Chân hỏa thì tạm thời ngươi không có. Thế cho nên sư phụ mới cố ý khắc vẽ huyết trận trong lò luyện đan chỉ cần ngươi nhỏ máu tươi của mình vào trong văn trận thì sẽ kích hoạt trận pháp tạo thành huyết diễm từ đó thì bắt đầu huyết luyện bạch hiểu thần ánh mắt đăm đăm huyết luyện trận pháp lấy máu sao nghe thật đáng sợ lý bình an thì cười ha hả nói còn không nhanh cảm ơn sư phụ đi bạch hiểu thần vẻ mặt đau khổ nói đa tạ sư phụ lý bình an thì vui mừng gật đầu một cái hệ thống đáng chết ta để cho ngươi đối đãi đặc biệt này thiên mệnh chi tử thì sao còn không phải là muốn trích máu à bạch vân thì bưng một mâm thức ăn từ bên phòng bếp đi ra kêu lên quán chủ ăn cơm thôi lý bình an thì đứng lên dương phất trần lên rồi nói tiểu thần đi thôi ăn nhiều một chút mới mập được mập thì mới có nhiều máu dạ sư phụ Bạch hiểu Thần ủ rũ cúi đầu đi theo Lý Bình An tới hướng phòng khách. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy đứa nhỏ đều trở về các viện hết. Trong đại sảnh thì Bạch Vân cung kính đứng ở trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An kinh ngạc hỏi: "Bạch Vân, ngươi có chuyện gì vậy?" Bạch Vân thì cung kính nói: "Quán chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn nên mở một tam thanh quan nữa." "Tại sao?" Bạch Vân giải thích Bởi vì vào ban ngày Ở Tam Thanh Quan chúng ta Hương khách nối liền không dứt Quả thực bất lợi cho thanh tuyết bọn họ tu hành Cho nên bần đạo cảm thấy Nên dựng một cái đạo quán Ở dưới chân núi Đặc biệt là dùng cho hương khách cung phùng Sau khi nói xong Có chút thấp thỏm cúi đầu Lý Bình An thì trầm ngâm chốc lát rồi nói Tam Thanh Quan có thể trở thành đạo quán đứng đầu thiên hạ thì cũng nhờ việc có thể xây thêm đạo quán ở những chỗ khác. Hồng Phát Huy, Mạnh Đạo Quán Bạch Vân, chuyện phân nhánh đạo quán đầu tiên thì sẽ giao cho ngươi. Bạch Vân đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc vui mừng chỉ vào mình rồi nói. Quán chủ nói là ta sao? Lý Bình An thì gật đầu một cái cười nói. Đạo quan thứ nhất nên dựng ở bên ngoài An Khánh Thành, ở gần một chút nếu có thể xảy ra vấn đề gì thì cũng dễ phối hợp bạch vân thì kích động cam đoan nói vâng ta nhất định sẽ cố gắng phát triển phân quan của tam thanh quan nhất định không phụ sự trông cậy của quán chủ làm cho cái tên tam thanh quan này vang khắp khánh quốc lý bình an thì cười nói không cần nghiêm túc như vậy đâu nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là đào tạo thêm đệ tử ngoại môn mới đào tạo đệ tử ngoại môn mới sao bạch vân nhất thời cảm giác được một loại áp lực nặng nề nghiêm túc nói ta biết do dự lại nói nhưng mà ta không có công pháp đạo môn chẳng lẽ lại dạy bọn họ công pháp của thánh đường hay sao ta cảm thấy công pháp của đạo môn xa xa hơn hẳn công pháp của thánh đường nhiều lý bình an thì đưa tay điểm tới hướng của bạch vân bạch vân thì không né tránh buông lỏng âm thần trong đầu nhất thời xuất hiện một môn pháp quyết kỳ lạ, rất khác với cả công pháp của Thánh Đường. Lý Bình An thu tay lại rồi nói, Đây là công pháp nhập môn của Tam Thanh Quan chúng ta, cơ sở thổ nạp pháp quyết, có thể dùng làm công pháp cho đệ tử bình thường tu luyện. Bạch Vân được Lý Bình An bổ nhiệm, lòng tràn đầy vui mừng, quay về càn viện. Quán chủ rốt cục cũng có định hướng ra ngoài phát triển rồi sao? uy danh ngày sau của tham thanh quan ắt sẽ vang khắp toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đấy Bạch Vân ta cũng sẽ vì vậy mà được lưu danh vạn cổ là một trong những người tiền kỳ đặt nền móng cho đạo môn. Trong càn viện, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết tụ ở bên hồ nước nhỏ, dưới gốc đa, nghe tiếng côn trùng kêu râm ran. Bạch Hiểu Thần thì không ngừng nước cột, bụng căng như trống vậy. Thạch Hạo không khỏi nói, Tiểu Thần, Ăn nhiều như vậy làm gì Ăn nhiều bổ máu Ninh khuyết nhìn mạch hiểu thần Không ngừng nấc cột Trong lòng bất đắc dĩ Một thằng nhóc còn ham ăn như vậy Mà lại là sư huynh của ta sao Ban đầu ta và hắn cùng đến Tam Thanh Quan Nếu như lúc ấy ta quả quyết một chút Thì có phải đã có thể làm sư huynh rồi hay không Thần sắc của Ninh khuyết không động Nói Hai vị sư huynh Các ngân có biết về địa phủ không Thạch Hạo thì đương nhiên gật đầu một cái, Bạch Hiểu Thuần thì mờ mịt lắc đầu một cái. Ninh Khuyết liền vội vàng nói: "Xin Tam sư huynh rộng lòng dạy bảo." Chương 165. Ninh Khuyết hỏi địa phủ. Thạch Hạo thì nghi ngờ nói Các người không đi tìm Thanh Tuyết Sư Tỷ hỏi chuyện truyền thừa của tham thanh quan chúng ta hay sao? Bạch Hiểu Thần cùng Ninh Khuyết cũng mờ mịt lắc đầu một cái Thần sắc của Ninh Khuyết động một cái rồi bừng tỉnh Chẳng lẽ ta thanh quan chúng ta chính là truyền thừa từ địa phủ sao? Không phải Không phải thì ngươi nói với ta làm gì? Thạch Hạo kỳ quái nói nếu ngươi còn không biết lai lịch của tham thanh quan chúng ta, vậy các ngươi làm sao biết địa phủ được? Chẳng lẽ ngoại giới còn có lưu truyền truyền thuyết có địa phủ sao? Mắt của Ninh Khuyết lộ ra mờ mịt, sờ chán một cái rồi nói. Từ lúc ta được sư phụ truyền thụ lục đạo luân hồi quyết, mấy ngày hôm nay nằm mơ thấy cảnh tượng kỳ quái. Trong mơ thì có một quan tài đen kịt, hoàng sa cuồn cuộn trùng điệp mà tạo thành cổ đạo mênh mông. Trong nước sông đỏ sậm Có vô số vong hồn đang dãy ruột Sau khi tỉnh mộng thì đều trở nên rất là mơ hồ Chỉ có thể nhớ được chút ít Nhưng mà trong đầu theo bản năng lại biết chỗ đó chính là địa phủ Cho nên muốn hỏi sư huynh Có biết địa phủ là chỗ nào hay không? Thạch hạo thì đắc ý nói Loại chuyện này thì hỏi ta vậy là đúng người rồi Ta nhập môn sớm hơn so với các người nên cũng biết nhiều hơn các người năm đó thời kỳ hồng hoang thiên địa vô trật tự nhân quỷ hỗn loạn âm dương cũng rối rắm vô thức trong đầu của ninh khuyết hiện lên một cảnh tượng vô số nhân tộc mặc gia thú ở trên vùng đất man hoang khắc khổ mưu cầu sống sót trên mặt đất khắp nơi thì đều là tiếng gió gào thét từng tên ác quỷ được bọc trong quỷ khí tung hoành ngang dọc khắp nơi sau đó thì một vị nữ thần vĩ đại đến vùng đất hồng hoang này, thấy được âm dương hỗn loạn, mang đến biết bao bi kịch. Cho nên ở bên bờ huyết hải, hiểu ra được việc dùng thân xác trí cường của mình, vùi xuống đất, hóa thành 18 tầng địa ngục. Cũng thiết lập ra địa phủ, quản hạt quỷ tộc song trong thiên hạ. Lấy hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, làm câu hồn sứ giả, điều khiển bắt quỷ lưu hồn lại trong dương gian để phán quan tuyên án thiện ác, người làm thiện luân hồi chuyển thế đại phú đại quý, người làm ác đầy 18 tầng địa ngục, chịu đủ loại khổ sở. Âm dương từ đây chia ra, thiên địa có trật tự. Theo lời Thạch đạo giải thích thì uh, trong đầu của Ninh Khuyết hiện lên một mảng cảnh tượng, giống như được thức tỉnh từ trong chỗ sâu ký ức vậy hiện lên một nữ thần mặc đồ màu trắng, chân trần đi trên đất. Chỗ của nữ thần đi qua, thú dữ bò lồm ngồm, tiên thần cúi đầu, thiên đô vạn vật đều nhượng bộ nhún nhường. Nữ thần đến tận nơi đất đai bao la, cuối cùng đi đến bên bờ huyết hải mênh mông, ngồi xếp bằng ở bên bờ huyết hải, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng nữ thần mau chóng bừng tỉnh, đứng lên quay đầu nhìn về bao la đất đai mở miệng nói ta vì hậu thổ nguyện lấy thân hóa luân hồi thu nạp thiên địa quỷ tộc thiên địa giản chi nữ thần vừa dứt lời thì thân xác bắt đầu nứt ra hóa thành một luân bàn hắc ám to lớn bao trùm thiên địa ở giữa luân bàn hắc ám có một tia sáng ảo ảnh huyền hoàng tỏa ra ảo ảnh nọ theo luân bàn hắc ám chìm vào trong đất đai vô số quỷ tộc hồng hoang rẽ lên từng hồi thê lương. Từng cái ác quỷ dùng rằng biến mất, không thấy tăm hơi. Trên đất đai, trên chín tầng trời, vô lượng hồng hoang chúng sinh tất cả đều cúi đầu, cúi người thành tâm lễ tán. Lễ tán hồng hoang trí thánh đại từ đại bi công đức vô lượng bình tâm nương nương. Có rất nhiều người cao cư thiên ngoài, trên người thì tỏa ra ánh sáng huy hoàng nhìn không thấy rõ được trong lúc thất thần hai hàng nước mắt của ninh khuyết không kìm được mà chảy xuống bạch hiểu thần chọc vào thạch hạo nhỏ giọng nói hình như tiểu sư đệ khóc kìa thạch hạo thì cũng thấp giọng nói ta không có nói gì quá đáng đấy chứ bạch hiểu thần lắc đầu một cái tỏ ý cũng không biết ninh khuyết thì phục hồi lại tinh thần vẻ mặt có chút hoảng hốt nói Đa tạ sư huynh nói ta biết chuyện của địa phủ Thạch hạo thì vỗ ngực mình một cái Ra về ông cụ non nói Đây là chuyện mà sư huynh phải làm mà Ninh Khuyết đứng lên Hoảng hốt đi tới hướng phòng của mình Hiển nhiên vẫn còn đang đắm chìm Trong hình ảnh vừa rồi chưa thoát ra được Sau nửa tháng Bạch Hiểu Thần trắng trẻo mũm mĩm ợ một cái Đi vào trong phòng luyện đan Sư phụ chuẩn bị riêng cho mình Ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan thần sắc thì có chút luống cuống. Sau một hồi suy nghĩ, cắn răng một cái, móc từ trong ngực ra một con dao nhỏ, khua tay múa chân hai cái lầm bẩm nói. Sau khi luyện đan, nhất định phải ăn nhiều, ăn nhiều, ăn nhiều vào. Và các bạn thân mến, tập của buổi tối ngày hôm nay xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai nha. Goodbye.